cơm sáng nấu cơm sáng đó, thì có khách tới cái bà bỏ nồi cơm nó đi ra ngoài tiếp khách, thì nói chuyện chút trở vô thì nồi cơm tro không à, mà nó hút ro nó bỏ nồi cơm con á, nó nhát là nhát vậy giỡn ngọng, chơi thôi ngọng hành dữ ha. Ừ, mắt cái máy bưng xuống do là lại nước khác mới ngồi để giữ nấu. Mà ông năm hai đó cũng vậy, trồng dưới sông cũng vậy, một đám bắp mà năm nào cũng vậy, năm nấy vậy đó, là ví dụ như giấc trưa này nè con muốn ăn bắp nướng, con bẻ nè 4-5 trái 5-6 trái sẵn rơm con nướng nguyên vỏ vậy đó, ngồi giữ mà giữ cũng không khỏi nó không, dù con nướng chín trái này con để riêng ở bên à, thì con quay lại trở trái khác, quay lại trái này mất tiêu trời ơi. Má hồi đó mà lộng hành nó vậy là mà ông đâu có sợ biết con, rồi cái ông nướng trái khác con để qua này, thì vậy là quay trở lại mấy trái này thì quay lại mất, ông không có sợ, ông nướng cứ nướng à. Còn trái cuối cùng cách thứ năm đó, ông nướng rồi chín rồi ông cầm tay ông xách lên nhà ông ngồi ông ăn, ăn xong rồi anh lát con trở xuống là 4 trái bắp nó giấu là anh nằm y ra đó, là con lấy ăn không có gì tăng á. À, con không biết con sợ chứ thật là làm giấu mà để mà giỡn chơi à, giỡn chơi đó. Con có thắc mắc như thế này, giống như là ma quỷ là những cái đồ mình không cúng là không bao giờ người ta ăn được. Là chỉ giấu thôi chứ là nếu mà người ta muốn ăn thì người ta lấy ta ăn rồi. Thì mình phải cúng, mình phải giái rồi người ta mới được quyền ăn hả ngoài. Bởi vậy ma hồi đó nói chung ra là cái gì vậy con ơi, cúng giái nó là được ăn mà. Nó khổ cái này nè, nó phá dữ lắm nha. Thí dụ như mà nó mà con không sợ nó rồi nó cũng quen với con thôi, nó giỡn nó chơi nó nhát làm mặc kệ nó, con đừng có sợ nó. Nhưng mà nó không có làm hại mình được. Ừ, nó không có hại con đâu. Trời ơi, hồi đó con ơi, nói mấy ông mà già mà cốt cụ ngày xưa qua đời rồi đó, giật lộn ma hoài vậy. Giật hoài. Ồ, đánh lộn với ma luôn hả? Đánh lộn ma luôn mà. Có một cái nè, con ví dụ đang quýnh lộn với nó, con quýnh ngay nó không có trúng đâu. Đứng trước mặt con quýnh tạt lên sao là trúng nó liền cái phịch liền. Ghê vậy. Ở nói sao á, cái con quýnh trước ngay nó không có trúng. Bởi vì ông nội của ông hai trước là cũng quýnh lộn với ma, rồi ông năm là mấy ông này chứ ở sớm mà quýnh lộn ma hoài gì. Giờ có một cái này nè, nó ngặt đó con ơi. Con đi quýnh lộn với nó mà có nhiều ông á, thì sợ quýnh thua nó đem lộn cho con theo. Chứ còn sự thật là nó thì nó chơi bằng cái cọng bông nước, nó làm con rắn, nó thua mình nó thảy rắn vô mình sợ mình hay cuối cùng về nhà là bông nước không à. Còn mình thua nó thì mình chọc cho con lên la cắn cắn nó mất tiêu trơn à. Nó có cái chiêu đó đó ngày xưa. Ngày xưa ông bà vui ha. Mà như có cái này nè, ông hai nè, ông hai bị thì ở chiến đó ông hai quýnh một cái là cái chèo với xuồng này gãy luôn. Lúc khoảng 2 giờ khuya ông hai đi chài, xách cái chài vô nhát nó nước gần rúng rồng mà đứng lớn vậy nè. Ông hai xuống giải mấy chài được 2-3 con cá, thấy nước chưa có tới nước đâu con, rồi ông hai mới nằm ngửa xuống cái dấn đưa thuốc. Hồi đó hút thuốc dấn không à, chứ đâu có thuốc cá như giờ. Chẳng thôi cái nằm cái hút phì phà nằm chỗ cột kèo sao có thả trôi xuống kế bên nè, chứ không ai đi chút mà. Thì chỗ đó hồi đó cũng có con Trinh, nó chết còn Trinh nó lộng như đó không biết không, là cái mé sông thì cái bụi tre nó quằn xuống là 2 cây, nó quằn cái đọt xuống mà tre sóc xanh nó bự bự không à, nó cũng méo là dò lại răng như cái con Tinh ông hai nói nãy ở cái dài đó. Nó có mặc đồ trắng, nó có xả tóc xả mà cái lưỡi nó cũng le khoảng chừng 3 thước, cột tre quẳng dưới nè. Rồi ông hai mới thả nó đi rang như là cái ruột xe mà con cuốn lại cái con ấy gai vậy đó, cuốn lại gai vậy đó, đi rang giờ giống như ba cái đồ chơi của nít đó. Vậy đó, trời ơi thấy ớn hồn không. Cái ông hai thả lại xuống rồi ngang cái đọt tre đó, vì tre ở trên ông hai thả xuống trên nó méo rồi cái giò xuống nó cũng thòng cái đầu xuống nó đưa cái lưỡi nữa mà cái lưỡi đỏ tươi nha, đưa cuốn ông hai. Đó đâu có ngủ nghe gì canh nước mà ông hai sửa sẵn vừa bắt ngồi vậy là trên nó buông xuống nó đèo hai liền, ông hai đá một cái này gãy cây chèo luôn. Rồi ông hai rút cây vòng quýnh tả tay đọt tay ra cái thả già với gặp ông bạn cũng đi bằng chung với ông hai đó, ông hai mới đậu lại nói chuyện gì nó mới bị tình nó nhát rồi
cái nó không tin. Ông nói sao đâu mà tin quỷ đâu mà lộng hành vậy. Ừ, nếu không tin thì ngày mai đúng 2 giờ lên đây. Cái thiệt đúng cái 2 giờ cái y mới chờ lên nhà ông Hai nè. Nó cũng làm kiểu đó đó, nằm sau lấy xuồng thả trôi á, mà nó không có hiện hình như vậy mà nó y nằm sau lái cái nó hiện hình, nó ngồi trước cục chân thùi thì rút cái dầm y phóng là bước bước được tới quýnh này, phóng xong cái sọn đợi sau lái ngồi cục chân thùi y bước lại sau thì phóng xong cái sọn rồi cái từ đó tới sau y quá hồn luôn. Thôi cậu nói tôi tin này, tôi không có gì mà nó lộng dữ lắm con. Rồi mà cảm ơn ông Hai chia sẻ những cái câu chuyện mà ở cái đầu cầu Mỹ Hưng ngày xưa đầu cầu Mỹ Hưng. Hẹn cho bà con lại video sau đấy ha. Người gọi dài dài trong kiếm, từ đó trong cũng cả công mã không luồng gió bển đưa qua một cái hù đó. Ở ngoài chầm sao, ở ngoài nhà lầu đó không bảy. Trời ơi, thấy mẫu thôi đi. Cái chỗ đó là con chưa dám lại luôn. Nghe ở sớm nói là nghe nói không chứ đâu có thấy không. Chỗ đó lạnh lắm, chỗ đó là dân ở ngay xứ đó là ai cũng sợ chứ. Có người lạ đâu sao á, không thấy thì luồng gió bên kia đưa cái ào qua đó rồi nó lướt sậy đế qua đó thì bắt đầu gọi trở lại có cái lộc. Đường Thanh nó hỏi chứ cái lộc có chưa, nó có rồi mà banh chành hết rồi bỏ đi. Bằng đêm đó, bằng đêm là nó đu đưa ở trên mấy cái đọt sau chứ. Rồi nó nói bây giờ lấy về đặng trả cho anh Hai Bào, tại vì hai tôi không đủ lọt, mượn của ổng là 30 cây rồi ếch bự mình bán, là ếch nhỏ thì đưa cho ổng nuôi. Trời ơi, ma quỷ đâu ma quỷ. Tôi mới thôi nó bỏ đi về mua lọt khác thường. Ổng mới lại ổng lấy cái dầm á, ổng sọt cái lọt lên nè, ổng để gần tôi nè, tôi lấy cái dầm tôi sọt cái vô cái lọt tôi để gần ổng nè. Tôi về nhà tôi không đụng cái lọt luôn, để vợ ổng dậm lại trả cho ông Hai Bào cái thương đụng. Là đặt một đêm đó rồi hai thằng gã hùng nghỉ luôn. Trời ơi, ma tôi gặp hoài không gặp hết. Nó hiện hình đó, tôi kê cái mặt tôi sát bên đó. Trời, trời ơi, ghê chưa, ghê chưa. Tôi nói kê cái mặt sát bên này, tôi không biết lúc không biết ma. Mày quay vòng kìa, Thanh ơi. Tôi vui lắm à. Tôi thấy rồi, không bắt phạt hoài dữ quá. Chiều quá tôi bủa câu là che, nó không có ngã cây nào hết trơn á, đứng sững không à. Tôi mới móc mồi từ trong ở từ ngoài này dài vô tới chổng mà cái che chắn nó dính dữ lắm nha. Anh thầy mưa mà. Ừ, tới chừng mà đi thăm đấy ha, là tự nhiên cái đọt che cái xuồng dừa tới đó, nó gỡ con cá chê bỏ vô khoang rồi cái che nó ngã xuống, nó đè trên chiếc xuồng á. Tôi nói trời ơi, cái che mà nó ngã đè chiếc xuồng luôn. Mới nói nó ngã ngang xuống chiếc xuồng nằm gì nè, nằm ngang chiếc xuồng mình nè. Là lúc đó là chú đi làm gì? Tại nó đi dân câu. À, đi dâm câu mà trời mưa lâm căm nữa. Tao mới nói trời ơi là trời, để cho tôi mà ngay mấy cha chơi gì kỳ cục gì nè, mà tôi không biết sợ. Chỉ biết nó nhát mà nữa đó, nhưng mà không biết thấy mặt nó không sợ. Tôi mới nói thôi đi, cho tôi đi qua cái để đưa chiếc xuồng mắc kẹt ở trên cái đọt tre rồi. Dạ. Thì tôi nói chút xíu là cái tre nó bật cái ngọn nó đứng sững như là xuồng tao đi qua đó. Đó là rõ ràng luôn, chứ không có nói là ma hay gì mình không biết. Nhưng mà thật sự không có gặp ai hết trơn, không gặp ma gặp gì trơn, chỉ có đọt tre nó đè xuống. Vậy cái đó là về á, về nói là với mấy ông nói trời ơi ma nhát mày đó mày ơi. Đó, đó cặp đó là cặp đi cũng ông vợ vợ mày sao hè sát qua cái mí giường đó đó. Lần này tao đi tôi với đó tôi rõ ràng luôn. Cái đó là chính xác. Chứ gặp con ma là không có gặp. Không, mà cái vụ mà tre mà ngã là có thiệt. Thì cây tre là những ông lão đã truyền lại rõ ràng luôn. Rất là nhiều luôn á. Mấy ông nói mày hên đó, mày bước lại đó nó bật mày lên chỏnh rồi. Đúng rồi, mình bước ngang là nó bật lên đó. Ừ. Mà nhờ con cái là tao chỉ ngồi trước mũ xuồng tao mới dòm, tao nói trời ơi trời cho tôi đi qua đi chứ kẹt luôn đưa gì hoài. Mà nó có dựng câu khoăn nữa. Mà không có. Giỡn ốc không? Giỡn, có giỡn ốc à. Nhưng mà không có gặp con ma. Giỡn ốc thì có giỡn ốc nhưng mà không gặp con ma con gì chứ, không gặp mặt mày hay quỷ gì chứ. Lúc đó vậy là mấy giờ chú ba? Nó cũng phi rồi à. Đầu phi hả? 1-12 giờ à. đi thăm công mất rồi đàng hoàng cho mới trở lại đầu trên thăm xuống. Giờ đó thì âm binh ta đi rồi ha. Đúng rồi. Mấy đó là hồn dưới sáu trăm là trời mưa cho nó mà tối mực che không sao trời ơi. Ở đây hồi trước mày phải biết chứ gần gượm không người ngoài lúa mùa nữa chứ phải chi mà lúa ruộng nóng mình đâu. Ở đây đi trời ma đó đi câu. Cá chê nó dính một cái mày móc nó trước sao là dễ rồi. Chứ trắng mà nó dữ lắm. Chê trắng mà một chùm mày móc đưa xuống này cá chê trắng bữa liền không à. Con to không? Hả? Con nó to không? Sao?
cá chê á. Cá chê trắng hồi trước có bự quá, nhỏ có con nửa ký nữa, nó không phải ít đâu. Chê chúng mấy chê dừa là ăn lưỡi câu quắc luôn. Trời đã ha. Đó vợ lần cái đã tài ha. Dữ lắm. Cá chê đó móc trước coi sao là bữa với thắt lát á, móc rồi sao bẹp 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 cái thắt lát. Dạ. Con kỳ đó là bị xòe này gõ gần luôn. Rồi không gặp ma mà không gặp cái gì á, chỉ có đọt tre nó đè xuống dưới sùng cứng ngắc à. Đi tới không được, lui lui không được. Người ta mới than, tao nói trời ơi trời cho tôi đi mấy ông nội ơi, nó thí mẹ phong long vậy á. Rồi sao từ từ bỏ cái tre bật lên, lên đứng sững như đi qua luôn, ở đó là rõ ràng luôn đó. Câu rồi mấy ông nói trời ơi ma nó nhát mày đó, mày hên mày lại mày mày bước ngang cái tre nó bật mày lên cho đọt nó luôn. Tại vì con cũng có mà quay chia sẻ mấy người lớn tuổi cũng có kể những câu chuyện mà có rõ ràng luôn không? Có rõ ràng 10 ông là chứng kiến hết là 10 ông luôn. Chứ không phải là câu chuyện này là không có. Đó là tao đi dân công ngày xưa mà ở làng mình nè à. Không phải là không có mà đi tre mà nó ngã ha, là cái đường hồi đó nó nhỏ xíu à, mà không ai dám bước ngang, bước ngang là nó bật lên một cái là té chết. Rồi bởi vậy rồi á, mà phải chui ở dưới á. Bây giờ mình không cho nó biết cái chuyện đó, nó biết rồi cái